sấm sét, sạt lở. Sẽ thế nào nếu các thiên tai này diễn ra cùng một lúc? Con người có chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên? Không thể rời mắt khỏi màn hình nếu như bạn muốn 2023, 2024 tiếp theo được sống trong bình yên. Không đùa đâu, ở phần cuối có một bí quyết giúp bạn vượt qua kiếp nạn thứ 82. Chí không chắc bạn đã từng nhìn thấy dị tượng sau đây đâu, nhưng việc đoán ra là có thể đấy, bởi gợi ý sau đây, đám mây, vảy cá và con rồng là dị tượng gì vậy? Mây vảy rồng ảo tung chảo kìa các bạn ơi! Đó là lời của mấy cô bán vịt ở Hà Nội thốt lên vào ngày 20 tháng 8 năm 2009 trước cảnh tượng lạ kỳ, tầng tầng lớp lớp đám mây xếp chồng lên nhau như vảy rồng vậy. Sau một cơn mưa lớn, khoảng 40 phút rồi mây biến mất tiêu. Không biết năm đó bạn đã sinh ra chưa nhỉ? Đây được coi là một hiện tượng hiếm có từng xuất hiện tại Việt Nam đấy. Nhiều cụ già nói rằng đó là mây vảy rồng và cho rằng những người nhìn thấy mây vảy rồng sẽ gặp nhiều may mắn, còn đất nước trong năm đó sẽ mưa thuận gió hòa. Trước cảnh tượng trên, không ít người liên tưởng tới sự kiện rời đô của vua Lý Thái Tổ vào năm 1010. Theo câu chuyện, đức vua đã nhìn thấy rồng bay trên thành Đại La nên đổi tên thành Thành Thăng Long, kinh đô mới của Đại Việt. Có vẻ những hiện tượng thiên nhiên xảy ra đều như báo hiệu một điều gì đó. Bạn đã bao giờ nhìn thấy mây vảy rồng này chưa? Comment cho Nhanh Trí biết với. Chu Nhanh Trí thì chưa bao giờ nhìn thấy cả. Ngay bây giờ, bạn sẽ nhận được sự may mắn từ ông trời nếu biết được điều này. Dị tượng nào là điềm báo may mắn? Cầu vồng đôi, mặt trời đôi, mặt trăng đôi hay mây ngũ sắc? Thật tuyệt vời! Mây ngũ sắc, hiện tượng hiếm gặp trong tự nhiên nhưng lại rất nhiều người từng nhìn thấy nó. Theo quan niệm dân gian, đây là điềm báo quốc thái dân an. Những người nào nhìn thấy mây ngũ sắc đều sẽ gặp nhiều may mắn, rất rất nhiều luôn. Và đặc biệt, khi chiều ngày 7 tháng 9 năm 2010, một đám mây kỳ lạ màu ngũ sắc đã xuất hiện trong cái nóng oi ả của tiết trời Hà Nội. Một số người cho rằng mây có hình đứa bé, người thì lại bảo mây giống như cánh phượng hoàng vậy. Thậm chí có người còn cho rằng đây là điềm báo tốt lành cho đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội lúc bấy giờ. Bạn nghĩ sao về điều này? Năm đó có lẽ rất nhiều bạn ngồi ở đây đã sinh ra phải không nào? Nếu như bạn nhìn thấy thì có lẽ cả cuộc đời bạn đều gặp may mắn đấy. Tuy nhiên đừng vội trầm trồ mà đem kể hết cho bà con lối phố, bạn A đến bạn Z biết vội. Thứ xuất hiện trên trời sau đây đáng để bạn quan sát hơn đấy. What the hell? Có thứ gì đó trên trời kìa. Ôi, đó là gì mà kỳ lạ thế nhỉ? Quái vật xuất hiện ư? Chim di cư hay đám mây của quỷ? Ôi dảo ơi, không phải yêu ma quỷ quái gì đâu, mà đây là những đàn chim sáo cùng bay thành một đám lớn trên bầu trời đã tạo nên hiện tượng đặc biệt này. Ôi, chỗ này có khi phải đến cả 100.000 con ấy chứ, đen kịt, bao phủ một khoảng trời thế kia cơ mà. Nhìn xa mình còn tưởng ai cầm bút bi chấm lên trời cô. Các con chim này sẽ di cư từ phương Nam tới, ban ngày thì chúng kiếm ăn trên đồng cỏ, đến chiều tối thì tụ hội lại cùng cất cánh bay lên bầu trời, rồi sau đó tìm chỗ ngủ trên các cây sậy khi mặt trời đã lặn. Hiện tượng lạ này thường xuất hiện ở các khu đầm lầy phía tây Đan Mạch. Tại sao nó đi dạy chi chít như thế kia mà không va vào nhau nhỉ? Và chi chít như thế để làm gì thì chưa ai trả lời rõ ràng được, thật là thần bí. Bây giờ bạn thử ra vặn vòi nước xem nó chảy xuôi hay chảy ngược nào. Rõ ràng là chảy xuôi đúng không? Nhưng hiện tượng mà nước từ dưới sông chui lên đường, xông vào nhà sau đây thì rõ là lạ mà cũng rõ là quen. Đó là hiện tượng gì? Hiện tượng lũ lụt, xin trịnh trọng chào mừng bạn đến với bình nguyên nước vô tận. Xung quanh anh toàn là nước ê. Mênh mông toàn là nước ê. Em anh như chưa từng trước đây. Đùa một chút vậy thôi, chứ hàng năm trên thế giới xảy ra hàng trăm thiên tai lũ lụt, từ mưa bão đến thủy triều dâng, ở nước ngoài thì không kể xiết, còn ở Việt Nam, đặc biệt là khúc ruột miền Trung, bà con phải hứng chịu phần lớn cơn bão lũ lớn, mất hết rồi, xe cộ, nhà cửa, trường học, khu vui chơi, tất cả đều chìm trong biển nước. Cơ mà trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi bún ấy thì ở đâu đó thủ đô vẫn phảng phất sự yêu đời này đây. Ở giữa thủ đô sao hoa trắng lệ đặt ra tung tăng bơi trên vỉa hè, qua nhịp xe qua nước cuộn phóng vô nhà ta.
lũ lụt thì cứ lũ, cứ phải ăn xong bát mì tôm cái đã. Hay như quả dép VIP Pro này đây, quá là chất ngất luôn. Nice. Giày cao gót á, phải gọi là sư phụ. Nước đến nách rồi, vẫn tám nốt chuyện với nhỏ bạn đã, gì căng. Theo bạn, nước lũ bắt nguồn từ đâu? Theo dân gian Việt Nam, nước lũ tạo nên theo một kiểu khác, một kiểu rất thần bí của một người cũng rất thần bí, đó là Lạc Long Quân, Thủy Tinh hay Quan Âm Bồ Tát. Dân gian ta giải thích rằng lũ thế này là do thủy tinh nổi cơn thịnh nộ dâng nước đấy. Các bạn còn nhớ hay quên màn cướp vợ chấn động lịch sử giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, cuộc giao tranh diễn ra vô cùng quyết liệt phải không? Thần nước hồ mưa gọi gió, làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, nước mỗi ngày một dâng cao nhằm đánh bại Sơn Tinh, thần núi. Nhưng trước sự hung hãn của Thủy Tinh, thần núi vẫn không hề nao núng. Sơn Tinh bốc từng quả đồi, rơi từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Cuối cùng Thủy Tinh yếu thế, đành phải rút lui. Cuộc giao tranh giữa hai vị thần không đơn thuần là cuộc giao tranh để đòi lại người đẹp mị nương, mà nó còn phản ánh sức mạnh của dân tộc ta trong công cuộc chinh phục thiên nhiên bão lụt. Từ ngàn đời xưa cho đến nay, dù có lũ, có lụt thì nhân dân ta vẫn khắc phục để cuộc sống trở lại tươi đẹp hơn. Tiền là tiên là Phật là sức bật của lò xo là thước đo của lòng người. Chắc chắn bạn đã từng nghe đến câu nói này, nhưng đã bao giờ bạn nhìn thấy một cơn mưa tiền chưa? Điều này thật đáng để nghi ngờ phải không? Nó có thật hay là không? Tiền, mưa tiền là có thật. Vào tháng 2 năm 2015, tại Dubai, hàng trăm tờ tiền mệnh giá tương đương 3 triệu đồng Việt Nam từ đâu rơi xuống lả tả trên đường phố. Chẳng ai biết tiền này của ai và tại sao nó lại rơi vãi thế này. Khỏi phải nói cũng biết người dân nhặt được tiền sung sướng thế nào. Trước đó trong lịch sử cũng khá khá lần người ta chứng kiến cơn mưa tiền bất chợt như thế này. Tại Mỹ, trên một đoạn cao tốc không biết xe chở tiền của ai làm rơi tiền hay là tiền từ trên trời rơi xuống mà phủ kín cả một đoạn đường. Nhìn mọi người hồ hởi háo hức thế này, mình cũng hơi ga tô một chút. Nhanh chí đang ước Việt Nam cũng có một cơn mưa tiền như vậy thì sao nhỉ? Rơi hoàn toàn tiền 500k mới toanh. Ui dồi ôi, lúc đấy mình sẽ đem xô chậu ra hứng, về ăn tiêu tẹt bô không ta? Nhưng cũng hơi lo lo rằng không làm mà đòi có ăn thì hơi kỳ nha. Biết đâu là tiền rơi vãi cho linh hồn người đã mất thì sao? Eo ôi, té chạy thôi. Để đón nhận điều kỳ diệu này từ mẹ thiên nhiên đi các cậu ơi. Hãy hướng cặp mắt sáng nhất lên bầu trời và đoán xem đám mây hình nào có thật. Ồ, thật không thể tin được đâu. Đám mây hình nút like. Trông như đám mây này đang bảo với mình rằng hãy bấm like video này đi. Mẹ thiên nhiên còn muốn bạn làm vậy thì hà cớ gì bạn không ấn nhỉ? Nhiều anh hùng bàn phím thầy bói online cho rằng đám mây này sẽ đem lại may mắn cho người thấy nó. Nếu một trong các fan ngồi đây từng thấy qua đám mây như thế này rồi hoặc ngay bây giờ đang thấy thì xin chúc mừng nhẹ nhé. Bạn là người may mắn nhất tuần này. Nhưng không hẳn bạn là người tinh ý đâu, bởi vì chỉ người tinh ý nhất Việt Nam mới nhận ra điều đặc biệt sau đây thôi. Mùa hè 2023 tại Việt Nam ta có kỷ lục gì? Nắng nóng nhất, cháy nhiều nhất hay nhiều người bị ốm nhất? Ôi, nhắc đến đã thấy bốc hỏa trong người rồi. 2023, một mùa hè nóng bỏng. Vì nóng đến mức 40 độ C đến 50 độ C, chỉ cần để xe máy ngoài trời một lúc sẽ bỏng cái mông. Ai dù ui, cứu tui! Cái nóng oi ả của mùa hè cùng combo mất nước mất điện thường xuyên vẫn khiến chúng ta ám ảnh. 2023 là năm Việt Nam ta chạm mốc nóng nhất trong lịch sử nhiều năm trở lại đây. Nóng muốn xỉu, buổi trưa ra đường có khi lên đến 45 độ C. Mọi người vẫn hay đùa là nóng thế này, mang trứng ra đường rán còn chín ít. Khiến anh em mồ hôi mồ kê cứ chảy ròng ròng ngồi học trong lớp đúng không? May là hè có 3 tháng, chưa kéo dài nửa năm thì nhanh chí sẽ khô như con cá rô mất thôi. Bạn sẽ phải thốt lên, mẹ thiên nhiên thật công bằng khi chứng kiến điều này. Ngày ấy đem đến cho loài người chúng ta những hiện tượng tự nhiên đẹp kỳ vĩ, nhưng cũng có những hiện tượng nguy hiểm, thiên tai gây hại. Và Việt Nam thì không nằm ngoài đó. Vậy nên trong năm 2023 vừa qua, mẹ thiên nhiên còn mang đến những dị tượng không hề ít cho Việt Nam đâu. Động đất, lũ lụt, cháy rừng, mưa đá, sạt lở hay nắng nóng.
Nam, bạn rất tốt nhưng tôi rất tiếc. 2023 vừa qua, Việt Nam ta đã phải oằn mình hứng chịu hơn 1.000 sự cố thiên tai liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nặng nề. 12 tháng 7, vụ cháy rừng dữ dội thiêu rụi nhiều HA ở rừng Nghệ An, hay như sự cố cháy chung cư mini ở Hà Nội vừa qua đã lấy đi sinh mạng của 5-6 người dân. Lũ lụt, dông lốc, mưa đá sạt lở đất đá nghiêm trọng, phá hủy nhiều căn nhà ở miền Bắc. Ngày 30 tháng 7, sạt lở núi ở đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng cướp đi tính mạng của 3 chú công an giao thông và hư hại tài sản của nhiều người dân. Đã thế, tháng 5 và 6 lại chịu nắng nóng kỷ lục gây hạn hán nhiều nơi. Đặc biệt, mùng 7 tháng 7 tại Con Plong, Kon Tum xảy ra động đất rung lắc dữ dội, khiến người dân vô cùng hoang mang. Sương sương thế thôi, đã thấy một năm đầy bất ổn rồi. Ôi, chuyện gì đang diễn ra ở Việt Nam vậy? Mong rằng từ giờ tới cuối năm, Việt Nam và toàn thế giới được bình yên hơn một chút. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, nhưng gặp hiện tượng này thì thiên lôi cũng phải xé mặt đấy. Ôi, hiện tượng gì mà ghê gớm vậy nhỉ? Tia sét cộng hòn đá ư? À, là sét hòn, một dị tượng rất hiếm gặp nha các bạn ơi. Mà khi bạn nhìn thấy nó thì hãy chạy ngay đi, nếu không bạn sẽ bị nổ lanh tanh bảnh đấy. Sét hòn có hình cầu, di chuyển cực kỳ chậm, thi thoảng phóng ra tia sét và nó kết thúc bằng một vụ nổ. Pong! Dị tượng này chỉ xuất hiện sau cơn mưa dông, tại một số vùng của nước Mỹ đã từng xuất hiện dị tượng này rồi. Kỳ lạ thay, sao người ta quay được nhỉ? Alo, anh cameraman ơi, anh còn ổn không? Alo! Thôi xong, không thấy ai trả lời rồi. Con người dù có tài giỏi đến đâu thì đứng trước thiên tai đều trở nên bất lực như vậy. Vậy nên, đã đến lúc hành động. Bí quyết ngàn năm giúp con người sống sót khỏi 82 kiếp nạn thiên nhiên là gì đây? Đến sao hỏa sống, bảo vệ môi trường hay đào hầm trú ẩn? Nhanh trí về hành tinh của mình đây! Bye! Ồ, nhưng đấy là hôm nhanh trí ngủ mơ lúc trưa thôi. Việc bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết nhé. Bởi vì bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Nếu môi trường bị ô nhiễm hay hủy hoại thì chính con người cũng không thể nào tồn tại được. Ngay bây giờ, chúng ta hãy trở thành nhà giám sát nhí, nhắc nhở ông bà, cha mẹ phải biết tiết kiệm nước này, tiết kiệm điện sau khi dùng xong này, và bản thân có thể tích góp những đồ không dùng nữa để làm kế hoạch nhỏ nhé. Như vậy, cả nhà chúng ta sẽ là những siêu chiến binh bảo vệ trái đất.